Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV. Kênh mình thì chuyên mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 20 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là gần 11 giờ tối rồi các bạn nhé. Và như thường lệ thì hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho bạn. Thì chắc ngày hôm nay từ ngày cũng là 20, ngày nhà giáo Việt Nam. Thì các bạn cũng là nhiều, các bạn cũng có dịp học sinh này, hoặc các bạn đi chơi này. Rất nhiều là buổi hôm nay thì buổi chơi tiệc tầm. Thì bây giờ buổi tối ngày hôm nay thì mình về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ, mình sẽ giới thiệu và thanh lý cho bạn. Thì bạn nào chưa thích, chưa ưng nào sản phẩm mình, bạn có thể là lên đây đầu tiên các bạn lên điện thoại nhé, bạn lên YouTube này, các bạn gõ kênh là Triệu Phú TV này, đấy Triệu Phú TV đấy. Đây kênh mình thì được là hơn 50.000 lượt sub. Các bạn kích vào đăng ký kênh, bật chuông thông báo đây, thì những clip mình phát điện thoại đây, các bạn sẽ là người xem và lựa chọn đầu tiên như các bạn nhé. Thì hôm nay thì bên mình lại về được cây Samsung này, là Samsung J7 Pro. J7 Pro thì hôm nay thì mình về con này xong. Con này thì hôm nay mình vừa mới thâu lại của khách xong này. Đấy. J7 Pro. Đấy. Samsung J7 Pro thì con này là phiên bản của nó, là phiên bản nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con này là bản công ty, 2 SIM 2 sóng các bạn nhé. J7 Pro của màn của nó, màn hình của nó là 5.5 inch, màn hình 5.5 inch. Thì hôm nay mình vừa mới thâu ngoại hình này. Con này thì ngoại hình cũng khá tạo ok rồi, hình lúc thì vỏ cũng có phẩy theo thời gian, hình thức còn 90%. Con này thì là pin thì nó là pin 3K6, RAM thì là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con J7 Pro này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 1.400.000. Thì con này thì là khách cũng đã báo với mình là tình trạng là thay màn OLED loại xịn các bạn nhé. Đấy, khách cũng đã báo mình là em cũng đã thay khách màn hình OLED loại xịn các bạn nhé. Đấy, con này đã khách đã thay màn hình OLED một lần loại xịn các bạn nhé. Đấy, nên mà mình có giá 1.4 triệu các bạn nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro này là con máy phụ trồng cháy nghe gọi rất ok. Pin thì là pin hơn 3.000 mà các bạn dùng sướng lắm. RAM 3, bộ nhớ trong 32GB cực kỳ sướng. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung J7 Pro các bạn nhé, hàng điều sớm nhất nhé. Đây, và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay lại bên mình lại về tiếp tục sản phẩm là Samsung Note 5. Note 5 thì hôm nay mình vừa mới về thì con màu đen này các bạn nhé. Đấy, Note 5 thì về màu đen này. Thì là ngoại hình thì con này cũng còn độ tương đương, thì còn độ ngoại hình thì cũng còn độ 90% thôi. Máy thì cũng có phẩy đôi chỗ các bạn nhé. Đấy, Note 5 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 2 triệu đồng các bạn nhé. Note 5 thì các bạn đây, màn hình của nó là màn hình là 5,7 inch. Độ phân giải màn hình con này là 2K. RAM con Note 5 này là RAM 4GB RAM. Bộ nhớ trong con này là RAM 4, bộ nhớ trong con này là 32GB nhá. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 32GB. Con Note 5 này thì bên mình đang bán bạn với giá là 2 triệu đồng. Con này thì còn bên mình thì là màn hình đẹp nhá, không ảm ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 5 thì các bạn nên hàng liền sớm nhất. Số này mình dùng Zalo. Và hai là các bạn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại mình. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn thể là trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu, trao đổi và mua bán. Và ở xa bên mình có ship, và hình thức mua hàng ở xa bên mình có nhiều hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn thể chuẩn khoản trước thì mình sẽ free ship các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, thì các bạn thể chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của bạn nhé. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì đây, bên mình lại về được con này là con Redmi 3 Pro. Đấy. Đấy, hôm nay thì mình về được con này. Con này là Redmi 3 Pro. Đấy, Redmi 3 Pro, xem các bạn nhé. Pin này pin hơn 4.000 này. Redmi 3 Pro này ấy. Đấy. Redmi 3 Pro, máy con này cũng là ngoại hình thì máy đẹp còn 90/90%. Đấy, Redmi 3 Pro nó là hai camera. Con này thì là đánh giá cực kỳ là ok này. Redmi 3 Pro này. Đấy. Redmi 3 Pro thì là màn hình con này thì nó là màn hình của nó là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình con này của nó là Full HD các bạn nhé. Đấy, con Redmi 3 Pro này thì mình sẽ xem sơ qua cho các bạn này. Redmi 3 Pro thì con này là phiên bản là RAM 6GB,
Bộ nhớ con Redmi 3 Pro này là 128GB nhá. Đấy. Con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con này là chạy chip Qualcomm SMD 710 loại 8 các bạn nhé. Đấy, Redmi 3 Pro đây. Đấy. Máy màu kiểu màu, nói chung là màu này cũng đẹp này. Màu tím tím đen đen này. Đấy, con này thì màu rất là đẹp nhá. Đấy. Con này là phiên bản là RAM 6GB nhá. Đấy. RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Con Redmi 3 Pro này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhá. Đấy. Chỉ với giá là 3 triệu đồng thôi. Các bạn đã sở hữu là các bạn phiên bản là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Thì pin con này là dung lượng pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhá. Con này thì là máy zin đét nguyên bản thôi. Đấy. Tặng kèm các bạn một cái ốp rất là xinh các bạn nhá. Đấy. Vân tay này, hai camera. Nói chung là những bạn mua sản phẩm này về tặng ông bà bố mẹ người thân thì cực kỳ tuyệt vời. Nói chung những con bộ Redmi này cực kỳ là trâu bò nhá. Mà dùng sướng lắm, độ nhạy nhanh mượt nó cũng nó như kiểu là bọn này nó kiểu Oppo ấy. Đấy, nó giống kiểu Oppo các bạn nhá. Bạn nào thích sản phẩm Redmi 3 Pro thì bạn nghe hàng sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được hai con Oppo A7s. Này. A7s thì hôm nay thì bên em lại về được hai cây nhá. Hai cây Oppo A7s này. Một con là bản phiên bản của nó là RAM 32GB. Đây. Con này của nó là phiên bản là RAM 32GB nhá, còn con này là phiên bản là RAM 16GB. Con phiên bản 32GB thì con này là bản kim cương nhá. Đấy, con gì nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Gì nhỉ? A7s nhầm sorry các bạn. Đấy, con này là Oppo A7s này. Con Oppo A7s con này là phiên bản là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con Oppo A7s này thì là màn hình của nó là màn hình nó tràn viền 6 inch hơn 6 inch. Độ phân giải của nó là Full HD. Con này thì nó gì nhỉ? Màn hình con này của nó gì nhỉ? Pin con này là đây, màn hình là hơn 6 inch. Pin con này là pin hơn 4000 các bạn nhé, 4030. Con này là phiên bản RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB. Máy nó gọi cũng là 90 trên 90%. Con này là phiên bản kim cương nhá. Đấy. Và con này là phiên bản là 16GB này. Ngoại hình thì con này cũng còn khá là ok nhá. Con này thì mình sẽ xài cho bạn với giá là 1.550.000 nhá. Con này thì mình sẽ xài cho bạn với giá là 1.550.000. Thì con này là phiên bản là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB các bạn nhá. Đấy. Mình sẽ xài cho bạn với giá là 1.550.000 và con này là 1.900.000 nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A7s này, thích pin trâu sống khỏe các bạn nghe hàng mình sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về con này là con Oppo F5. Đấy, F5 con này là phiên bản mình sẽ xem này phiên bản gì nhá. Oppo F5 thì hôm nay cho mình về tiếp tục con này. Mình tìm cái cài đặt nó đâu, nó nhảy đâu mất cái cài đặt. Đây mình xem cái cấu hình của nó mà mình không hiểu khách này thì cài đặt ở đây đâu. Đây. Đây, con này của nó là phiên bản là RAM 4GB này. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB. Ngoại hình thì con này con Oppo F5 này cũng là ngoại hình thì còn 90 trên 90%. Con Oppo F5 này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 1.700.000 nhé. Con này là phiên bản là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 32GB ạ. Oppo F5 đấy ạ. Đây, thiết kế nói chung là cũng khá là đẹp, màu đen bóng nhá. Màu đen nhám nhá, con này là đen nhám nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F5 này các bạn nhé, hàng được sớm nhất nhé. Oppo F5 đây là 1.700.000 cho các bạn nhé. Đấy, tiếp đấy, rất nhiều máy giá rẻ cho các bạn thôi. Đây. Đây, và lốt FE, lốt FE thì hôm nay nhà mình về được hai cây. Đấy, lốt FE thì hôm nay về được hai cây. Lốt FE thì mình sẽ nói sơ qua qua cho các bạn thì hai con này là bản Hàn một sim nhé. Con đen này là bản Hàn một sim và con này là con gì nhỉ? Và con này là con gì nhỉ? Con này là bản Hàn 2 sim nhá. Con này thì bạc nhá. Đấy, con Oppo F5 bạc này, bản Hàn 2 sim. Máy đẹp leng keng luôn. Đấy, thì mình giới thiệu sơ qua qua từng con cho mặt. Con Oppo F5 thì là màn hình của nó là 5,7 inch, độ phân giải của mình con hình là độ phân giải của nó là 2K nhá. Cấu hình là RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Này. Lốt Oppo F5 này ạ. Lốt Oppo F5 này ạ. Con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB. Con này thì là màn hình đẹp, không ám mố hay không lưu ảnh gì nhá. Con lót 7 FE đấy ạ. Lót 7 FE.
thì là con này thì là màn hình trước của nó thì hơi bị sức giam một chút thôi. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.800.000 nhé các bạn nhé. Đây lốt 7 con này là 2.800.000 này. Và con này sẽ đẹp hơn nhé. Đây. Đấy. Đấy. Mình đã quên mất cái đồ mất cái ấy này. Máy chỉnh máy quay một tí nhé. Và con này thì là máy màu, con này màu bạc nhé. Máy đẹp kèn nhé. Con màu bạc này thì máy đẹp len kèn luôn. Đấy. Đấy. Lốt FE, con này là lốt FE nhé. Lốt FE này thì có hỗ trợ là cái bút S-Pen này. Đấy các bạn mà ví dụ mà làm văn phòng hay là các bạn mua về tặng các em học sinh ấy mà hay bị lưu ghi chú chẳng hạn, hay là lưu những cái lịch sử học hoặc thời khóa biểu chẳng hạn, các bạn mua dòng lốt để các bạn về có bút viết cực kỳ là ok. Đấy, dòng bút lốt 7 VR có bút này. Con này thì là máy đẹp len keng nhé. Con này thì là máy đẹp 90/90%. Đấy ạ. Con này là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 3.200.000 nhé. Đấy, con này cũng màn hình đẹp nhé. Con này thì là màn hình đẹp, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Đấy. Con này thì là màn hình đẹp kia. Đấy. Không ả màu hay không lưu ảnh gì. Cấu hình là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Con này là bản Hàn, 2 sim 2 sóng nhá. Đấy, con này thì sẽ có thêm ốp dẻo nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Oppo F à sorry các bạn là gì nhỉ? Samsung Note 7 FE này. Này các bạn nhận hàng được sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ thanh lý bạn với giá là 3.200.000. Và con này thì sẽ là 2.800.000 các bạn nhé. Đấy. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con LG G7. G7 thì hôm nay nhà mình về được con màu mận chín các bạn nhé. Con LG G7 thì con này là chạy chip Snap 845, RAM 4GB. Bộ nhớ trong con này là 64GB. Pin con này là pin hơn 3000 nhé. Đấy. Con này LG G7 thì chạy chip Snap. Các bạn nào một chiến game các bạn thể mua chip Snap này cũng được. Đấy, dòng Note 7 FE thì nó là chip Exynos các bạn nhá. Con Note 7 FE này thì là màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K. À con gì nhỉ? Con LG G7. Màn hình của nó, độ phân giải của nó là 2K, màn hình của nó là tràn viền 6,1 inch. Đấy, RAM 4, bộ nhớ 64GB. Con này thì là bản Hàn Quốc. Bản Hàn Quốc thì sẽ hỗ trợ là chip âm thanh, các bạn nghe nhạc thì cực kỳ tuyệt vời. Con này thì là máy con zin áp suất luôn các bạn nhé. Con Note 7 con LG G7 này thì là máy con zin đẹp, zin áp suất luôn. Màu mận chín rất là đẹp đấy. Màu này thì ít, cực kỳ là ít nhé. Đấy. Con LG G7 này các bạn mua về tặng bà xã này, hoặc là người yêu, hoặc là bồ nhí, cực kỳ là ok nhé các bạn nhé. Đấy. Con này thì máy còn zin áp suất chống nước luôn các bạn nhé. Con LG G7 này thì bên mình đang bán các bạn với giá là 3 triệu đồng các bạn nhé. Con này thì mình sẽ sạc các bạn với giá là 3 triệu đồng luôn. LG G7 màu mận chín này. Các bạn mua về màu tặng bà xã cực kỳ tuyệt vời các bạn nhé. RAM 4, bộ nhớ 64GB. Dùng quá là phê, quá là mượt luôn. Đấy. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này. Đấy. Con này là con Samsung S9 Plus. S9 Plus thì hôm nay nhà mình về được còn mỗi một chiếc màu mận màu tím này thôi các bạn nhé. Con S9 Plus này màu tím này thì là máy hình thức ngoại hình thì còn 90/90%. RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong là 64GB nhé. RAM 6GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Con Note 9 này thì là S9 Plus này thì là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Con này thì là màn hình đẹp keng, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Con S9 Plus này màu tím rất là đẹp. Màu tím khói rất là đẹp nha. Các bạn mua về tặng bà xã, người yêu, hoặc là ông bà bố mẹ mà thích sản phẩm mà S9 Plus này các bạn nhá, đây thì các bạn có thể là mua về tặng ông bà bố mẹ người thân cực kỳ tuyệt vời. S9 hộ lực các bạn nghiêng này đấy. Nó lấp lánh kim cương cực kỳ là đẹp nhá. Mà màn hình bên mình thì là mình đây, đẹp keng này, không ả màu hay không lưu ảnh gì. RAM 6, bộ nhớ 64GB, bản Hàn, 2 sim 2 sóng, máy zin đét nguyên bản luôn. Con S9 Plus này thì bên mình đang sản các bạn với giá là 5.1 triệu nhá. Đấy, chỉ với giá 5.1 triệu thôi, cực kỳ là rẻ cho các bạn nhá. Đấy. Máy đẹp len keng nhá, không ả màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bạn mua về tặng vợ nhân dịp ngày 20 tháng 11 chẳng hạn, tặng các cô giáo chị em phụ nữ thì khỏi phải chê luôn các bạn nhé. Lốt 9 nhà mình thì còn một chiếc màu titan này các bạn nhé, màu xanh titan này. Đấy, Lốt 9 thì còn một chiếc màu xanh titan này. Lốt 9 này thì là RAM, con này là RAM gì nhỉ, 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Bản Hàn, con này là bản Hàn, 2 sim 2 sóng. Màn hình con Lốt 9 này thì là màn hình của nó là màn hình của nó là 6,4 inch, độ phân giải màn hình của nó là 2K nhé.
Đấy, còn S9 Plus thì là màn hình của nó, độ phân giải của nó là 6,2 inch. Độ phân giải màn hình của nó cũng là 2K luôn. Ngày xưa thì có màn hình 2K nhé. Đấy, con này thì là pin 4000, hơn 4000 các bạn nhé. Có lót 9 màu titan, máy đẹp keng này. Đấy, con này thì là màn hình bên mình thì đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Con lót 9 này thì bên mình đang xả cho bạn về giá là 6.800k các bạn nhá. Đấy. Máy đẹp leng keng xả beng các bạn nhá, lót 9 đấy ạ. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 này tặng ông bà bố mẹ người thân thì các bạn nhà hàng sớm nhất. Đấy. Tội gì năm 2020 điện thoại cực kỳ là rẻ. Những ngày mà thời điểm mới ra mắt con này cũng là gần 30 triệu đồng. Đấy, các bạn mua những sản phẩm chỉ mua được con xe máy thôi. Nhưng bây giờ các bạn đã mua được con lót 9 này chỉ với giá là 6.800k. Các bạn dạy gì về bỏ tiền ra những mua sản phẩm mà Oppo hay A71 hoặc là Oppo Reno 3, Reno 4 đời mới các bạn đấy. Đời mới nó thật các bạn chỉ thiết kế đẹp thôi. Còn để mà nói dùng hiệu năng và bền như bọn này thì nó thật với các bạn không bao giờ bền luôn. Đấy, mà Samsung các bạn dùng thì khỏi phải chê luôn. Các bạn dùng lốt, các bạn đi bán ấy, các bạn mua sản phẩm ở đời mới A71 chẳng hạn bây giờ, mà trong khi đó mà các bạn mua những sản phẩm ở Reno 4 các bạn, các bạn đi bán thì nói thật các bạn lỗ vài triệu là bình thường. Nhưng các bạn mua lót 9 ấy, các bạn mà đi mà bán ấy, 6.8 triệu các bạn đi bán, kiểu gì các bạn bán lúc nào phải được 6 triệu nhá. Riêng máy đẹp lúc nào phải được 6 triệu các bạn mà dùng giữ đẹp. Riêng các bạn mua sản phẩm này, mình theo lời khuyên của mình thì các bạn nên đi mua hàng online. Và mua hàng online thì các bạn lợi rất là nhiều. Đấy, nhiều bạn cũng hỏi mình thì có mua hàng online không, thì là các bạn cứ nên mua hàng online cho mình nhé. Đấy, các bạn mua hàng online thì các bạn đi shop mình thì giá bên mình ok và máy bên mình ok. Các bạn có thể là lựa chọn shop mình và cứ đi sang shop khác. Hoặc là đấy, các bạn không ngại nhé. Ví dụ mà các bạn mà ra cửa hàng các bạn không mua, các bạn đi ra cửa hàng các bạn xem một lô một lốc máy chẳng hạn. Mà các bạn mà đi xong mà các bạn không mua máy, các bạn đi ra cửa hàng khác thì sợ khách, sợ chủ cửa hàng người ta nói, hoặc là các bạn cũng mua cũng ngại nhé. Các bạn xem nhiều quá các bạn cũng ngại. Đây, các bạn xem trên mạng, các bạn ngồi xem tại nhà, mua hàng online tại nhà thì các bạn được xem ngồi miễn phí này, được xem trò chuyện miễn phí và được xem review máy miễn phí này. Các bạn cảm thấy máy bên mình ok, các bạn mua máy bên mình, hoặc là các bạn máy bên mình shop khác thấy ok thế bạn nên mua hàng shop khác. Đấy, thì theo lời khuyên của mình năm 2020 thì các bạn nên đi mua hàng online các bạn nhá. Đấy, hoặc là các bạn mình theo lời khuyên tư vấn mình bán điện thoại cũ cho các bạn đấy, thì các bạn là xuống tiền mua sản phẩm đời mới bây giờ, các bạn mua những sản phẩm này cho mình, các bạn dùng chán chê, các bạn đi cắm hay đi bán được cực kỳ là có giá luôn, mà các bạn mua đời mới bây giờ cực kỳ là lỗ các bạn nhé. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 9 này màu trắng bạc titan này, các bạn nhận hàng thì sớm nhất nhá, màu xanh bạc titan các bạn sớm nhất nhá, máy đẹp leng keng xả beng, không ngả màu cũng là chỉ 6.800k nhá. Đấy, lót 8 nhá, lót 8 thì nhà mình thì có một chiếc màu xanh nhá. Lót 8 thì hôm nay thì bên em lại về được một chiếc màu xanh này. Lót 8 này thì là màn hình của nó là màn hình nó 6 tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K các bạn nhá. Đấy, RAM con này là RAM 6GB, bộ nhớ trong này là 64GB. Con lót 8 này màu xanh, bên em này máy đẹp keng nhá. Leng keng xả beng. Đấy. Con này thì màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, lót 8 thì màn hình đẹp, không ám màu hay không lưu ảnh gì. Đấy, con lót 8 này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 4.700k các bạn nhé. Đấy, màu xanh này 4.700k. Các bạn mua về tặng các chị em phụ nữ, hoặc là các bạn dùng cực kỳ là sang nhé. Hoặc các bạn đi bán lại, các bạn không bao giờ lỗ, mà nó không lỗ nặng như sản phẩm đời mới bây giờ. Đấy, các bạn cứ xuống tiền mua cũ, những sản phẩm cũ như này dùng sướng lắm, phê lắm. Đấy, hai camera nhá, một điểm flash vân tay nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung lót 8 các bạn nhà hàng sớm nhất nhá. Đấy, tiếp đến thì mình sẽ giới thiệu các bạn này. Và tiếp theo thì con này là con Samsung Z5 2016. Z5 2016 thì hôm nay thì bên mình đã về được con này. Đấy, con Z5 2016 thì hôm nay về được con này. Đấy, con này là bản công ty, hai sim hai sóng, màn hình là Sumo Alias. Đấy, con này là RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB. Con Z5 2016 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.200k. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân, hoặc là các em học sinh mà không thích ví dụ mà tiết kiệm chẳng hạn, thì các bạn mua sản phẩm này 1.200k thôi. Samsung thì nó không hay bị đơ nhiều sản phẩm mà dùng một thời gian xong nó không bị đơ chậm nhé. Các bạn dùng cơ Samsung cực kỳ tuyệt vời, mà Samsung thì hình ảnh rất sắc nét, các bạn mua về tặng ông bà cực kỳ khỏi chê luôn. Samsung này thì bên mình đang xả cho bạn với giá là 1.200k các bạn nhá. Đấy, đấy thôi, có con này thì là thôi, mình có một hai con nữa để mình mày ở đây.
Hình như con này mình chưa giới thiệu này. Mình nhiều lắm. Ôi đây, nhiều lắm này, mình quên mất. Con này là Z7 Bride. Z7 Bride thì hôm nay mình vừa mới về con này xong. Đấy, Z7 Bride thì hôm nay bên mình lại về được một con chiếc màu hồng hồng này. Hồng hồng nhạt nhạt này. Z7 Bride thì các bạn cũng đã rõ rồi, màn hình của nó là 5,5 inch. Thì là màn hình con RAM con này là RAM 2GB. À sorry các bạn, là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB nhá. Z7 của nó là Bride, còn này là RAM 3GB, bộ nhớ trong là 32GB. Màn hình thì là 5,5 inch. Con Z7 Bride này pin 3K, hơn 3K. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 1.500.000 nhé. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Z7 Bride này thì các bạn tặng ông bà bố mẹ người thân các bạn làm sớm nhất nhé. Z7 Bride mình sẽ xả bạn với giá là 1.500.000 nhé. Và con này là con Oppo A5s. A5s thì con này thì là ngoại hình thì còn độ 85%, máy mặt sau thì còn hơi cũ, chầy theo thời gian này. Con Oppo A5s này thì là phiên bản của nó là RAM 3GB, bộ nhớ trong con này là 32GB nhé. Con Oppo A5s này thì là ngoại hình thì còn độ 85% này, mặt lưng thì hơi chầy theo thời gian nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.800.000 con Oppo A5s này nhá. Bạn nào thích sản phẩm Oppo A5s này các bạn nhà hàng mình được sớm nhất nhá. Đấy. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ rồi giá rẻ giới thiệu cho bạn. Thì các bạn là ưng sản phẩm nào bên mình, các bạn nhấc máy liên hệ trực tiếp mình đặt hàng, và đây là số điện thoại bên mình. Số điện thoại mình đây, và đây địa chỉ cửa hàng mình, gần các bạn thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi mua bán. Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và xin chúc bạn xem video mình buổi tối ngon, và cuộc sống thì luôn luôn tràn đầy niềm vui phúc. Và tất cả sản phẩm bên mình thì báo giá trực tiếp và lỗi đổi một tuần và bảo hành là 6 tháng nếu bạn yên tâm sử dụng nhá. Và xin chào và hẹn lại với clip tối ngày mai các bạn nhé.